Cái mít gà không con? Không được gà không? Đây thì gà ngon này con. Gà không gà? Ngon quá mệt. Hôm nay là mít gà. Ngon như thịt gà đúng. Không ủi đâu. Họ lục chín xong họ thái ra để vừa mát mà. Nhớ chị cô chị làm món này đi chứ nhìn ngon. Thằng nào mà trứng hấp cái gì? Thì mình nói cô Trang. Không biết món trứng hấp thì lắm mẹ. Thêm cá này. Không. Đây ta dọn cái tuyết. Không. Con bữa ngu cưng à. Cái gì? Thì đừng ngu con. Cho bạn trái mình được rồi ấm. Con đi lấy nước rồi. Con đi lấy con á. Gia đình thì không đi ai tắm onsen kìa. Bên này đang tranh Việt Nam 2 tiếng. Bên này là chạy nhanh hơn à? Thời gian bên này nhanh hơn 2 tiếng. Bên này 5 từ đây 7 giờ cái gì? Vâng. Đài Loan. Bây giờ 8 giờ bên này 6 giờ. Chào Quyên Phạm. Hôm nay gia đình đang ăn kiểu ăn xong đi tắm onsen. Cô gái Nhật Bản, Quách Thị Kiến. Cho gì vậy? Kiến giống cô gái Nhật Bản quá nhỉ? Đúng, Kiến giống thật thì đó. Kiến giống cô gái Nhật Bản, dã man luôn. Mấy cái Kiến giống trong Nhật Bản nhá. Đấy không? Con lấy ai? Con lấy người con thích thôi à? Không, con không lấy ai nữa. Ấy luôn à? Đúng rồi. Tại sao ấy luôn? Nó đi cặp được khác là sao chưa hiểu. Mấy con đực. Biết cái gì mà bực. Mẹ. Mẹ ăn thử quả cà chua bên này. Ăn thử đi. Cà chua con đấy ăn đi. Ăn bên này. Nó có hẳn không? Quả cà chua nó có con đích đấy. Ngon lắm. Việt Nam mình cái này mắc. Nó chăm lo kiểu mà của cà chua ngày xưa, nó không bón những các cái kích thích của ông tàu, thì là ăn nó ngon. Em đi tour này bên chùa Tường Nguyên, bên chị chính bên chùa Tường Nguyên, tôi đi chơi vui chị. Chào Phạm Tín Điển. Hôm nay chị ở trên cái vùng gọi là vùng ngoại ô của Tokyo. Đi tắm onsen. Tôi rất là vui. Đồ ăn bên này thì ngon lắm, món cang.
Loại này đài loại sụn nhất. Đây là răng gà, nó có cả gừng. Thịt gà rất ngon luôn. Gà hấp ngon đúng không? Làm gì mà đi như chè đấy. Liên Lê thì chị đâu có biết làm tour. Chị đang đi tour mà. Chưa biết làm tour. Những người mà người lớn tuổi là một không biết tiếng như mình ấy, là nên đi tour. Ok Phạm Tiến Điển, em làm việc đi. Cà tím em gửi. Rau củ bên này rất là ngon. Rồng tay của ngày xưa. Tí nữa em sẽ comment, kết thúc livestream sẽ comment tag chị vào cái chị tổ chức tour này. Chị search Facebook của em có một chị tên là Chính Phạm. Nhớ vậy. Kiến ăn hai tô trứng này mà gớm mặt chứ. Thì Kiến ăn hai tô trứng rồi, Kiến rất thơm món này. Ngon con. À bên thầy Phú Minh á, có chị Chính Phạm hay làm tour. Thầy Minh Phú. À thầy Phú Minh, Minh Phú đều với nhau. Những bạn nào mà muốn đi những hành hương, đi những nơi mà có những cái chùa chiền là đi bên này rất ok. Chào Chu Ngọc. Chào chị Hà. Ngon dã man. Ăn salad rau, ăn salad rau trộn với gọi là gì ta, gọi là đậu hũ. À tất cả mọi người đi ăn đều mặc áo này chị. Ôi em có người không mặc giống như chú Tiến cũng giảm cân thì tầm này béo béo rồi. Béo thì là béo chứ không phải là không béo. Không cần nhắc đến chữ giảm cân nữa rồi. Tầm này béo rồi. Đây là mặt. Ờ, một phần
đi du lịch nguyên ngày không ăn được đói chết. Đây là kiến mắt của con. Bông bông bông. Kiến mắt của con này đi. Kiến cắt tóc này hơi bị đẹp luôn. Kiến nhỉ? Béo quá. Ngon khủng khiếp mọi người ạ. Kiến rất là ưng nha. Kiến ngon thì kiến nhỉ? Kiến trứng hấp ngon thì hả? Bé dâu mày ăn giỏi lắm mọi người ạ. Bàn bên đấy nhiều khi có những gia đình khác người ta xuống mình ngồi thì chiếm hai bàn không được. Uống đẹp lắm. Pha cốc cốc trong nước này, nước chè của Nhật. Thế mọi người thấy bà Phúc mặc áo này đẹp không mọi người? Thì mẹ nhìn tâm coi đẹp không? Cái màu này nó không đẹp, nó không lổi đúng không? Mình chung nó như là màu. Mẹ ăn ít thế à? Cà tím ngon lắm. Rau dưa bên này thì ăn như mình rau ngày xưa mình ăn rồi. Rau bên này ngon lắm. Người ta là dầm đồ ăn này sạch. Thân thật ngày xưa dầm bằng thân bằng cỏ, người ta dầm ở đất, người ta không dùng cái kích thước như của mình, cho nên là từ quả cà chua thì là ăn đúng mùi ngày xưa luôn. Đắt lắm. Sờ vào bên này thì có bờ bằng vàng không? Em ra em lấy miếng rau.
ăn rồi mà không ăn. Không, hỏi ăn đi. Bà ăn rồi lo lắm. Không. Ăn khốn. Không, mà hỏi ăn thử đi. Không. Thì cô uống nước chè không? Ngoài ăn nữa đi hả? Bà cảm ơn con nha. Dạ. Chuyện này ba con về là con đi Mỹ luôn à? Đúng vậy. Mình sẽ lựa chọn món là món cà chua. Cà chua bên này ăn ngon dã man. Đừng bao giờ đưa con. Cà chua ngọt cực luôn. Ăn đúng bao giờ đưa ngày con. Xưa, kể cả rau củ quả nó đúng như mùi ngày xưa luôn. Tôi cho làm khang nha. Cà chua đỉnh cao nha mọi người. Chấu một lần độ 15 cho chấu hai lần đủ 15-10 ngày đảo lên cho một giống chấm bây giờ cũng vui nếu có sâu thì có bơm bơm thì được sau ngon dám ăn 15 ngày mình mới ăn bơm thoải mái 15 ngày mình mới ăn rau luộc mềm như gà kia. Đồ chấm không hợp mang chén nước mắm. Dưa chích lén phải 3 tháng để cái lửa nó cho nó già. Ngon ngay cái gì cũng như là ai lười. Cái mắm mỗi một cái bùn cá sò nó to như này này 3 cân cá sò 2 cân 7 cân cá sò 3 tháng ăn này thì nó ngon làm lại vớ vẩn bấy dâu ăn giỏi quá nhỉ nhai từ từ đi con yeah. Ăn đi con ạ. Hai miếng gà nào đây? Lớn đẹp gái nha, thì lúc bé nó xấu à. Tiến chưa bao giờ xấu gái nhé. Tiến lúc nào cũng xinh. Nhờ Tiến nhờ. Thank you.
Để đi đầy nhé. Hôm nay có chương trình đi tắm onsen ngâm. Chào chị Nguyễn, chị đang ở Nhật. Mày lấy thêm miếng cơm không? Có. Có cả cơm trắng, cả cơm rang. Con vén sạch đi. Mình ăn uống là không được để thừa. Đó con cần là mang chai nước mắm đi để chấm cơm không? Thì là chú Tiến này. Cái gì vậy? Ăn kiểu gì vậy? Ngon không? mặt phê. Không mà, nó bắt đầu uống hồng sâm baby đấy. Hồng sâm baby là nó sẽ thúc đẩy ăn uống mà. Nó uống một tuần nay rồi, từ hôm nó vào bệnh viện ạ. Kế nhỉ? Đúng rồi. Con bây giờ phải tích cực uống hồng sâm baby. Con phải tự giác mỗi buổi sáng ăn 2 viên canxi, uống hồng sâm baby. Một viên bổ tỳ. Yeah. Dầu cá tối về con uống cũng được. Nhưng mà riêng canxi là phải ăn buổi sáng sớm. Con nhớ chưa? Đúng rồi. Có để mày làm thì mày làm. Ok chưa?
đây, ngày mai mình ăn sáng lại ở đây nhé. Họ bắt đầu phục vụ 6:30. Vâng. Đấy, xong là 8:00 xuất phát thì bình thường. Đúng rồi. Ngày mai có cái phiếu thì bác mang xuống đưa cho họ một phần nhé. Đây, chả em chai nước mắm này. Hôm nay thì họ phục vụ đến 9:00. Thank you Johnny. Thôi mình lại tới đi gọi đầu. Ê, bây giờ. Follow. Hello. Đây là hướng dẫn viên đây các bạn. Rồi, chào các anh chị nhé. Em được lên ké hình của chị Trang. Hướng dẫn viên này. Hướng dẫn viên. Tối nay 228 uống vụ. Chí ơi, tao không biết tao uống được hay không nha. Tao chỉ có tao dự thính thôi. Chứ còn rượu chè tầm này tao không chơi rồi. Chị nghỉ nhậu rồi. Chị cũng buồn lắm nhưng mà chị phải vì công cuộc cấy trứng của chị. Bọn em hết sức thông cảm. Ngồi 8 thì được, nhậu thì không. Mình rất là một con người rất là có đầy đủ kiến tâm này của con này. Mình lại bê hộ người ta. Không không. Mình chỉ để gọn thôi. Người ta sẽ bê vì mình không biết chỗ bê, mày để im đấy. Mẹ đề này lên này lên cho con. Mình không có dọn được đâu, mình cứ để im gọn gàng như này là người ta sẽ bê đi cho mình này. À không, mình bê bên kia. Thôi bye bye cả nhà nha. Đó. Sau đó kia tí nữa ngồi cô nhiệt là ngồi nào. Này đã ngồi này, tí nữa ăn này ngồi quỳ xuống xem nào. Quỳ xuống xem. Chân tới đau bố bà. Ngồi ăn là thẳng lên. Ăn cái này hả? Ừ, ngồi ăn này. Thế ăn cả bữa. Vâng, đúng rồi. Không có cho không cho mình vào nhà ăn đâu. Ăn đâu? Ăn trong nhà ăn á, tất cả mặt này cho ăn em. Để cho vào cái khách sạn đều đi. Mệt mà, mẹ ơi, thế cho con mặc bộ kia. Mẹ đang là tìm xem là rồi đứng dậy xem nào. Đứng dậy. Nào, đau thì tất đau khớp này đi. Ui giời. Kì em thấy bằng ấy. Mặc bộ ấy thế nào kia? Dạ cũng đẹp đó. Mà cái bộ bà đừng đi với trời tí, tôi xịt cho bằng nước hoa chứ không bộ đồ còn hơi hôi. Mùi vải của người ta cái ai đã mặc bố này kia mặc. Dĩ nhiên không ai mặc nhưng mà nó không được thơm. Bà ngồi yên đấy nhá, mặc cho nó nghiêm chỉnh. Bên đây là cái vạt thế này là nó là như thế đấy. Bà đừng nghĩ mày không chung chỗ gì. Đúng cái đủ lợi đời. Lợi đời nè. Con chụp cho máy lúc này, chụp. Nào đây. Gái Nhật nè. Gái Nhật làm gì với gái Nhật? Gái Nhật đang làm gì với gái Nhật? À, xung quanh đẹp tí, thấy chưa? Có được không? Gái Nhật làm gì vậy? À, đây. Từ từ, con chưa tắm mà. Lại phải đợi. Thế bà có muốn đi dạo một vòng ở trong khách sạn cho người ta thấy không, mình đẹp không? Cảm ơn cái sạn như cái bản mà đi con lên đây để đi. Bà tụn điệu phết nhỉ? Điệu, ta về nhà, đi đâu ta ăn mặc đàng hoàng. Đây mời bạn lấy hộ là tôi cái iPhone iPad gì. Cái gì iPhone? Tôi là lấy cái gì nhỉ? Wi-Fi á? Ừ. Thì muốn đưa cái điện thoại đây nào. Đấy, cái tên đấy một tí. Nếu có Wi-Fi. Mẹ là thật xô. Đây chú cứ cô vợ bà cầm sang bàn của Tiến ấy. Cầm sang bàn đi. Thằng Tiến rồi. Ngon không con? Đói quá. Ngoài kia đói quá. Ngồi xuống con. Để kia món gì đó? Con cơm muôn trứng. Con cho cái này á. Mày lấy em cho con nhé.